Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền huy nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền huy nữ của Thăng Long và đội tuyển bóng chuyền huy nữ của Núi Voi trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2023. Ở sân đấu này thì các cầu thủ của Thăng Long trong trang phục áo đỏ phía gần này các bạn và các cầu thủ của Núi Voi phía xa mà này các bạn trong trang phục áo xanh trắng. Trận đấu này được diễn ra tại nhà thi đấu của tỉnh Thái Nguyên. Trong khi quay thì mình đã đọc tỷ số rồi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Thăng Long phát bóng không qua lưới. Các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. 1 2 điểm cho Thăng Long 3-1. Phát bóng ăn điểm ngay, điểm cho Thăng Long 4-1. Điểm cho Núi Voi 2-4. Trọng tài đã bắt lỗi của đội tuyển Thăng Long. Good!
Điểm cho Núi Voi 3-4. Điểm cho Núi Voi 4-4. Điểm cho Thăng Long 5-4. Điểm cho Núi Voi 5-6. Em ơi. Chị số 9 ơi. Huyền ơi. Chị đứng chế cho bên phải của em một bước với chị số 9 ơi. Điểm cho Thăng Long 7-5. Điểm cho Thăng Long 8-5. Xếp thứ 3 15 quả, 8 quả hai đội đổi sân. Hai đội đổi sân và tiếp tục đấy xét thứ 3. Điểm cho Thăng Long 9-5. Lỗi giữ bóng lâu đã đổi điểm cho Núi Voi 6-9.
Điểm cho Thăng Long 10 6. Điểm lỗi kỹ thuật của núi voi, điểm cho Thăng Long 11-6. Chỉ góc đấy thôi. Điểm cho núi voi 7-11. Đéo nhỉ. Này cả nhà đi cổ vũ cho bà. Điểm cho Thăng Long 12-7. Điểm cho núi voi 8-12. Thay nữa, giờ phút này thay gì nữa, cũng lồn rồi đấy, cũng đang hơn gì đâu mà thay. Điểm cho Thăng Long 13-8. Điểm cây điểm cho Thăng Long 14-8. Chỉ còn một điểm nữa là Thăng Long về đến đích rồi. Xét thứ 3 15 quả. Ồ.
ôi, còn quả cuối cùng thay làm cái gì hết thì còn đâu mà thay. Chuyên nghiệp. Giả sử có cầu tốt, có cầu thủ tốt mà bây giờ mới đến chả nói chứ. Mới trận rồi, còn quả thay. Một quá thì làm được cái gì? Đánh bóng ra ngoài rồi, điểm cuối cùng đã giành về Thăng Long và cuối cùng là Thăng Long đã giành chiến thắng ở set thứ 3 là 15-8 và chung cuộc được vào bán kết.